cô cái gì vậy? Mình uống cà phê đúng không? Bi có cái món gì khác nữa không ta? Mặc áo đi con, mặc áo chứ không nó rớt xuống là mất tay. Đi xuống sau ấy, xuống sau được á. Ôi rồi. Ê, nè. Ly cà phê của mình nhiều sữa đâu? Có sữa nhiều không? Thôi để mày coi thử. Chắc nó cũng như nhau thôi. Cà phê dở quá à. Đâu? Đây là ly 6 à? Con thái chứ sữa kìa. Sao bán ít thế nhờ? Đây bà mà đây. Chắc cái ly này nó có nhiều sữa hơn. Cà phê có mùi kỳ quá. Mùi bơ bơ ấy. Bữa nay lâu lâu được bữa dậy sớm. Bây giờ 5:30. 5:30 sáng rồi bất. Có phải lục bình nè. Ê, cái thuyền kia bán nhiều hơn kìa. Đi làm chưa bất? Tối rồi nhỉ? Cái này tối rồi chứ. Cái thuyền này có 4 người đi à? Đây là miền Tây chứ. Đây là tham quan. Có nguồn trái cây có mà. Chưa mới tới vườn trái cây. À, nhớ là loại trái cây có.
Có, nhưng mà bây giờ mình ăn sáng không? Giờ có một cái xe bán mà nó cấp vô đây đông dữ vậy. Cái này ăn mì tôm kìa. Mấy nhỏ rồi ăn mì tôm. Sao? Là sao? Ủa cái xe nó đi vô đường trái cây rồi. Vô đường trái cây là không, không bên đây giờ không có vườn trái cây, nếu muốn đi vườn trái cây thì liên hệ với bên chủ và xin tiền ăn đi luôn tới chiều cũng được. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái tour. À quý khách cứ hỏi hết đi. Thấy chưa, giống như tiếng tôi vườn trái cây tới chiều. Đó, vậy. Rồi cứ vui vẻ hỏi đi, không có gì đâu. Ờ ở đây thì coi như em là tài công ở nhà cũng sao chứ làm vậy vậy. Vậy. Gì vậy? Nó nói sao? Giờ nó đòi gì vậy?